Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp chủ đề 20, bài số 4. Làm quen với vằn oăn, vằn oam và vằn oáp. Các em hãy sở sách giáo khoa ra trang số 22. Trước khi bước vào bài học, các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À, quan sát tranh cô thấy, mọi người đang đi tham quan trang trại. Đây là con hoảng. Đây là con bò đang ngoạm cỏ. Ở đây có một hồ nước. Cô thấy sóng nước đang vỗ y ọp vào chiếc thuyền. Từ ngữ sóng vỗ y oạp là từ ngữ mô phỏng tiếng nước vỗ mạnh và liên tiếp vào vật cứng, âm thanh lúc to, lúc nhỏ. Từ tranh vẽ này, cô tìm được các từ mới có chứa vằn oan, vằng oam và vằng oáp mà chúng ta chuẩn bị học. Đó là từ con hoảng. Từ ngoạm cỏ. Từ ngữ sống vỗ y oạp. Cô thấy tiếng hoảng trong từ con hoảng có vằn oan. Cô tô vằn oan có màu đỏ lên. Tiếng ngoạm trong từ ngoạm cỏ có vằn oam Cô tô vằn oam có màu xanh lên. Tiếng oạp. Trong từ ngữ sóng vỗ y oạp có văn oáp, cô tô văn oáp có màu tím lên. Như vậy, văn oan cô tô màu đỏ, văn oam cô tô màu xanh, văn oáp cô tô màu tím, để các em dễ phân biệt. Chúng ta sẽ thống nhất như vậy nhé. Bây giờ, các em hãy cùng cô đọc lại các từ ngữ chúng ta vừa tìm được. Con hoảng ngoạm cỏ sóng vỗ y oạp cô giới thiệu với các em đây là vằn oăn vằn oăn gồm có ba âm âm o đứng trước âm á đứng giữa âm ngờ là chữ ngờ đơn đứng cuối vằn oăn đánh vần là o á ngờ oăn oăn đây là vần oam vần oam gồm có ba âm âm o đứng trước âm a đứng giữa âm m đứng cuối vần oam đánh phần là o a m oam oam đây là vần oáp vần oáp gồm có ba âm âm o đứng trước âm a đứng giữa âm p đứng cuối vần oáp đánh vần là o a p OAP, OAP. bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo đây là con hoẵng cô có từ con hoẵng đây là tranh vẽ chiếc xe cần cẩu đang dùng cần ngoạm hàng hóa cô có tiếng ngoạm thể hiện nội dung tranh vẽ này. Đây là tranh vẽ hình ảnh sóng nước đang vỗ y oạp vào chiếc thuyền. Cô có từ ngữ vỗ y oạp thể hiện nội dung tranh vẽ này. Tiếng hoảng trong từ con hoảng có vằn oăn, cô tô vằn oăn có màu đỏ lên. Tiếng ngoạm có vằn oam, cô tô vằn oam có màu xanh lên. Tiếng oạp trong từ ngữ vỗ y oạp có văn oáp, cô tô văn oáp có màu tím lên. Bây giờ, chúng ta sẽ phân tích tiếng hoảng, tiếng ngoạm và tiếng oạp. Tiếng hoảng gồm có âm hờ đứng trước, văn oăng đứng sau và dấu ngã đặt trên á. Tiếng hoảng đánh vần là Hờ, oan, hoan, ngã, hoảng, hoảng. Tiếng ngoạm gồm có âm ngờ là chữ ngờ đơn đứng trước, vần oam đứng sau và dấu nặng đặt dưới A. Tiếng ngoạm đánh vần là ngờ, oam, ngoam, nặng, ngoạm, ngoạm. Tiếng oạp gồm có vần oáp và dấu nặng đặt dưới a. Tiếng oạp đánh vân là oáp, nặng, oạp, oạp. Tiếp theo, cô sẽ chuyển sang phần tập viết. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ tập viết vần oan từ con hoẳng, Vần oam, tiếng ngoạm, vần oáp, từ ngữ vỗ y oạp. Các em hãy lấy quyển vở tập viết 1, tập 2 ra, lật ra trang số 6, chủ đề 20, bài số 4. Lưu ý khi viết, các em phải viết bằng kiểu chữ viết thường, cỡ chữ nhỏ, viết đúng kiểu, đều nét, giảm đúng khoảng cách giữa các con chữ, đặt dấu thanh đúng vị trí. Bây giờ, các em hãy bấm dừng video lại, xem bài viết mẫu của cô và viết phần tập viết này vào vở tập viết cho cô nào. Khi nào viết bài xong, các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã viết bài xong chưa? À, rất tốt. Bây giờ, cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Các em hãy nhìn sang trang 23 của sách giáo khoa. Cô có ba tranh vẽ. Bên dưới tranh vẽ có các từ ngữ thể hiện nội dung của tranh. Đó là các từ ngữ chạy loăng quăng, râu ria xồm xoàm, xoàm, ngoáp. Đây là phần chú thích giải thích nghĩa của tiếng ngoáp. Ngoáp, cá, là từ ngữ diễn tả hành động há miệng to để thở ra. Cô thấy tiếng loăng có vần oan, cô tô vần oan có màu đỏ. Tiếng xoàm có vần oam, cô tô vần oam có màu xanh. Tiếng ngoáp có vần oáp, cô tô vần oáp có màu tím. Bây giờ các em hãy đọc lại cùng cô nào. Chạy loăng quăng. Râu ria xồm xoàm. Ngoáp. Phần tiếp theo của bài học, cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc bài đọc có tựa đề là Ngày đầu ra biển. Trước khi luyện đọc, các em hãy nghe cô đọc mẫu bài nhé ngày đầu ra biển lần đầu ra biển doanh rất thích cậu reo lên mỗi khi thấy những con còng bé xíu trên bãi cát ba chỉ cho doanh nhìn về phía bến cảng ở đó chiếc cần cẩu đang ngoạm hàng chất lên xe tải xa xa những con tàu chuẩn bị cập bến Doanh chạy loăng quăng, theo chân những con sóng y oạp vỗ bờ cát. Cô vừa đọc mẫu bài đọc Ngày đầu ra biển cho các em nghe rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu luyện đọc nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ khó trong bài. Doanh Reo lên con còng bến cảng ngoạm hàng cập bến chạy loăng quăng sống y oạp Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc câu. Các em hãy cho cô biết bài đọc có mấy câu. A, à, cô đếm được, bài đọc có 6 câu. Cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu để các em thấy rõ. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc câu nhé. Ngày đầu ra biển. Câu 1. Lần đầu ra biển, Doanh rất thích. Câu 2. Cậu reo lên mỗi khi thấy những con còng bé xíu trên bãi cát. Câu 3. Ba, ba chỉ cho doanh nhìn về phía bến cảng. Câu 4. Ở đó, chiếc cần cẩu đang ngoạm hàng chất lên xe tải. Câu 5. Xa xa, những con tàu chuẩn bị cập bến. Câu 6. Doanh chạy loan quăng theo chân những con sóng y oạp vỗ bờ cát. Cô vừa hướng dẫn các em cách luyện đọc bài đọc ngày đầu ra biển. Bây giờ, các em hãy bấm dừng video lại và đọc lại cả bài đọc một lần nữa cho cô nào. Khi nào đọc bài xong, các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã đọc bài xong chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc. Cô có một vài câu hỏi sau. Câu hỏi số 1, lần đầu ra biển, Doanh cảm thấy thế nào? À, câu trả lời là lần đầu ra biển, Doanh cảm thấy rất thích. Câu hỏi số 2, doanh thấy những gì ở bến cảng a à, câu trả lời là ở bến cảng doanh thấy chiếc cần cẩu đang ngoạm hàng chất lên xe tải xa xa những con tàu chuẩn bị cập bến phần cuối của bài học cô có yêu cầu như sau nói với bạn bài thơ hoặc truyện về biển mà em đã đọc trong phần này cô sẽ gợi ý cho các em nói với bạn một câu chuyện về biển đó là câu chuyện có tựa đề là sự tích sóng biển bây giờ cô sẽ kể câu chuyện sự tích sóng biển cho các em nghe sau khi nghe kể chuyện xong các em hãy nói với bạn những gì em biết về câu chuyện này nhé sự tích sóng biển Ngày xưa, xưa lắm, khi biển còn là một tấm gương phẳng ly, không một gợn sóng. Có hai mẹ con nhà nọ rất nghèo, sống cạnh bờ biển. Bà mẹ tên là Sóng, còn cậu con tên là Bo. Vì không có thuyền nên hàng ngày bà phải tảo tần đi dọc bờ biển để kiếm cái gì đó đổi gạo mà ăn vì thế cậu bé bo con của mẹ sống lại rất được mẹ cưng chiều bé muốn gì được nấy vì ba mất sớm nên mẹ càng thương bé hơn có gì ngon mẹ dành hết cho bé thậm chí có hôm mẹ nhịn cả phần ăn của mình cho bé được mẹ yêu thương hết lòng nhưng bé lại không yêu thương mẹ bé thường giận mẹ vì không cho mình có được áo đẹp như bạn bè không được ăn ngon như những đứa trẻ con nhà giàu bé oán giận mẹ đủ điều năm ấy hạn hán biển càng xa bờ hơn mọi khi việc kiếm ăn đối với mẹ sống gặp rất nhiều khó khăn mẹ sống không còn tìm đủ thức ăn cho hai mẹ con nữa ngày này sang ngày khác mẹ phải nhịn ăn để cho bé bo được ăn no bụng rồi đến một ngày thức ăn kiếm được trong ngày cũng không đủ cho bo ăn no bo bắt đầu cảm thấy đói nó thường kêu khóc ầm ĩ không có đồ ăn bo hất đổ cả chén cơm mẹ sống phần vì kiệt sức do đói lã. phần vì buông lòng khi con trẻ không vâng lời mẹ dạy mẹ sống lâm bệnh rồi vào một buổi chiều mẹ vẫn cố ra biển để tìm thức ăn cho bo kiệt sức mẹ gục chết trên bờ biển tối đến không có thức ăn cũng không có cơm bo lại kêu la ầm ĩ khác với mọi lần lần này không có ai chạy đến ôm ấp vỗ về bo nữa khóc mệt quá chú bé ngủ thiếp đi sáng hôm sau vẫn không thấy mẹ đâu bo mới lần mò ra bờ biển tìm mẹ ồ lạ chưa hôm nay biển khác mỗi ngày. Mặt biển không còn là tấm gương phẳng nữa, mà có từng gợn sóng cuộn vào nhau, tạo bọt trắng xóa. Những cuộn sóng nước đó cứ quấn quýt quanh chân bé Bo, nó tạo nên những tiếng ri râm như lời ru của mẹ. Nước vuốt ve bàn chân bé như cánh tay mẹ vỗ về âu yếm. Cuộn nước còn đưa cả những chú nghêu, ốc, còng biển vào bờ cho bé Bo. Bé thấy cuộn nước sao giống mẹ quá, cũng ru bé ngủ, vuốt ve bé, cho bé ăn. Bé thương mẹ lắm, nhưng đã muộn rồi. Bé khóc thật nhiều, và bách chợt gọi. Mẹ sống ơi! Biển ri rầm như tiếng mẹ vọng lại lúc xa, lúc gần. Từ đó, mặt biển luôn luôn cuộn sống, như lòng người mẹ lúc nào cũng yêu thương, vỗ về con mình. Các em vừa được nghe cô kể câu chuyện Sự tích sóng biển. Các em hãy nói với bạn những điều em biết về câu chuyện này nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Có hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách chân trời sáng tạo này nhé xin chào và hẹn gặp lại